Xin thân chào quý khán thính giả của YouTube Channel Online. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi lại quay trở lại với kênh YouTube này để cùng trao đổi, chia sẻ với các bạn về những chủ đề tâm lý và đời sống con người. Và chủ đề lần này chúng ta sẽ nói chuyện về làm vườn. Các bạn cũng có thể sẽ giật mình và ngạc nhiên khi chúng tôi lại đưa cái chủ đề làm vườn nói đến ở đây hôm nay. Nhưng mà tại sao mình phải nói về làm vườn trong khi mọi khi mình hay nói về tâm lý và đời sống? Thế thì làm vườn cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của con người. Không biết khi nghe tên là chủ đề làm vườn thì các bạn có cảm thấy nó hơi tráng hoe không? Bởi vì chúng tôi và đa phần các bạn theo dõi mình ở những cái đô thị, mình cảm thấy cái việc làm vườn nó rất là xa xỉ, nó cũng không phải là việc của mình nữa. Tuy nhiên thì có rất nhiều công trình nghiên cứu người ta đề cập đến cái chuyện là làm vườn nó có những cái tác động lên tâm trí con người, nó có thể giúp cho con người cải thiện một số cái vấn đề về sức khỏe tâm trí. Vậy thì cái yếu tố nào ở trong cái công việc làm vườn mà mình có thể bàn luận ở đây thầy ha? Mình cũng hình dung về sức khỏe tâm trí như là một phần của cái sức khỏe nói chung. Và cái tiến trình mà ta gọi là hồi phục hoặc chữa lành, tiếng Anh là healing, ta hay dịch nó là chữa lành, thì nó ảnh hưởng lên trên cả khía cạnh tâm trí và cơ thể của con người, lên cả cái khía cạnh tinh thần và tâm hồn nữa. Và gần đây thì tôi có khảo sát trên các cái tư liệu trên internet, thì mình có đọc một cái giới thiệu về một cái tác phẩm của cái tác giả Gay Search, nói về là cái tựa đề của nó là The Healing Garden, là một cái khu vườn mà có tính chữa lành. Ở đây bà nói về, cái nữ tác giả này nói về cái tác động chữa lành trên cả về khía cạnh cơ thể, tâm trí và tâm hồn. Thì đó, nó gợi ý cho chúng tôi làm cái chủ đề hôm nay. Chứ mình chắc chắn mình nói về làm vườn, nhiều khi thì mình chỉ ở một mức độ nào đó thôi, chứ mình không thể giỏi bằng những nông dân đâu nha. Nhưng mà nông dân cũng sẽ là một đối tượng được nói đến một chút hôm nay luôn. Có thể nói là công việc làm vườn là một trong những ngành nghề, trong những công việc xuất hiện rất sớm trong cộng đồng con người. Nó liên quan đến cái sự tồn tại của con người, nó đem lại cái nguồn thực phẩm. Và từ rất là xa xưa rồi, ở tất cả những nền văn hóa khác nhau, tùy theo cái điều kiện về thổ nhưỡng hay là khí hậu mà người ta có những cái cách làm vườn khác nhau. Và ban đầu thì cái chuyện làm vườn tất nhiên là phải đạt đến người ta, cái mục đích mà người ta hướng đến là để có lương thực, để có cái ăn, để đảm bảo sự tồn tại cho con người. Nhưng mà càng về sau rồi, cứ qua hàng thập kỷ, hàng thiên niên kỷ phát triển, thì cái việc làm vườn với cái chuyện là đồng thời đáp ứng nhu cầu của con người, thì người ta bắt đầu có những cái phát minh mới. Em thấy là người ta làm cho cái việc làm vườn nó đỡ vất vả đi, rồi nó thuận tiện hơn, nó năng suất hơn. Nhưng mà cái làm vườn mà tác giả mà thầy vừa đề cập á, thì bà có nói đến những cái thao tác nó rất là thông thường của việc làm vườn, mà hình như là không có quan trọng cái chuyện hiệu quả về mặt vật chất ở trong cái chuyện làm vườn. Thì mình phải phân biệt là khi chúng ta nói về trồng cây, trồng cây nói chung, giống như những người nông dân mà trong cái thời xa xưa cho đến hôm nay, thì là tìm kiếm cái việc mà gia tăng cái lượng lương thực thực phẩm cho con người, để có cái miếng ăn cho con người. Thì đó là theo nghĩa rộng về việc mình trồng cây của những người nông dân. Còn ở đây là cái khía cạnh mình nói về làm vườn nha. Thì chữ vườn nó đôi khi cũng ra những cái thức ăn cho con người, nhưng mà gardening cũng có thể, trong cái khía cạnh bài nói chuyện hôm nay đó, thì mình thu hẹp lại là làm nên những cái khu vườn mà có thể để nó nâng cao cái khía cạnh mà về tâm trí, đời sống cao hơn là cái chuyện đi tìm kiếm thức ăn nha. Ví dụ như là để thưởng ngoạn, để ngắm nó, để thưởng thức nó, rồi bằng cái cách nào đó trong lúc làm vườn, hoặc là ngắm cái sản phẩm được thành quả của cái việc làm vườn đó, mà cái tâm trạng con người và cơ thể con người có thể được cải thiện, được thăng tiến hoặc là được bình phục. Hiểu theo nghĩa là nếu mình có những cái buồn phiền hoặc là chấn thương, tổn thương nào đó, thì mình có thể healing, tức là tiến trình chữa lành và bình phục. Thì cái khía cạnh mà mình nói hôm nay đó, nó hơi đặt nặng về cái làm vườn theo nghĩa như vậy. Và em thấy rằng là nếu mà làm vườn á, thì trong cái hoạt động làm vườn á, em nghĩ là dù cho chúng ta có phải là làm vườn hay người làm vườn hay không, có là nông dân hay không á, thì những cái hoạt động làm vườn mỗi người đều có cơ hội hình dung, đều dễ dàng
biết nó là những cái hoạt động gì. Thì em thấy là những cái hoạt động đó nó góp phần nên cái chuyện là chúng ta có một cái tiến trình đó này. Mình quan sát một cái quá trình của một cái cây, hay là bạn nào mà chăm cây, chăm hoa hay là nuôi cây cảnh, thì các bạn sẽ thấy là cái chuyện mà mình theo đuổi nó, mình theo dõi nó, mình chăm bón cho nó, thì nó khiến cho cái người làm cái công việc đó đem lại những cái niềm vui. Bạn có buồn có khổ gì không thì không biết, nhưng mà bạn có cái niềm vui trong cái chuyện làm cái công việc đó. Và nếu như mà có những người họ đang thấy buồn thấy khổ thì làm công việc đó, thì rõ ràng là có những cái cảm nhận là hình như nó có cái giảm nhẹ. Và em còn nhớ tới cái chữ là nếu mà mình làm mỗi cái việc đó, ví dụ như cái việc tưới, việc chăm bón, việc bẻ lá, nó tỉa cành, nó tỉ mỉ, nó giống như là những nghi thức, thì rõ ràng là đó là những cái hoạt động mà nó cứ từ từ tác động vào tâm trí con người theo thời gian. Thế mình tưởng tượng một người nông dân mà người ta làm lao động để mà kiếm sống, và người ta làm cái công việc đó hết năm này qua năm kia, thì người ta cũng có cả một cái chu trình làm việc ở trong một năm. Người ta thấy lúc nào thì cái cây nó nảy nở và lúc nào thì nó tàn phai đi. Và một cái loài cây nào đó nó cũng có cái đời sống của chính nó. Người ta gieo trồng nó từ lúc nó chưa có cho đến khi mà nó tăng trưởng, nó phát triển và ra cả thành quả nữa. Thì mình chắc có lẽ mình nói sơ qua cái quyển sách của Gay Search nha. Trong cái quyển sách đó thì chúng tôi chỉ mới là đi vào cái phần giới thiệu về sách đó thôi, chứ mình chưa thực sự mình khảo sát đầy đủ về quyển sách đó. Nhưng mà cái mà gọi là cái khu vườn mà có tính chữa lành đang được mô tả ở trong cái quyển sách đó khá chi tiết. Thì có những cái chương sách bà nói về những cái khía cạnh là ví dụ như là Gardens of the Mind, tức là những cái khu vườn mà dành cho tâm trí. Rồi cái chương thứ hai bà nói về Herbs for Health, tức là những cái dược thảo mà nó có thể sử dụng cho sức khỏe, nó có lợi cho sức khỏe. Thì các bạn nhớ nha, ngoài cái khía cạnh tâm trí còn có cái khía cạnh cơ thể vệ sinh học nữa kìa. Rồi cái chương ba nói về cái Healing Power of Color, tức là cái sức mạnh chữa lành của màu sắc. Thì chúng ta cũng sẽ thấy nó không phải là trong khu vườn chỉ toàn là màu xanh của cây lá không. Đôi khi nó là những loại lá có màu và những cái sắc thái khác nhau của các loài hoa. Rồi nó có một chương nói về The Power of Flowers, tức là những cái sức mạnh của những loài hoa. Thì chúng ta cũng khó có thể đi vào trong các chi tiết, nhưng mà nếu mình lược sơ qua những cái chương sách mà nói kỹ như vậy của những cái tác giả mà ta gây công vô trong cái không phải là chỉ là để làm vườn, mà còn nói về cái tác động của chuyện làm vườn, và cái vườn đó nó ảnh hưởng lên trên cơ thể và tâm trí. Và một cái cách nào đó cái tác giả research cũng có những cái chương nói về sử dụng nước như thế nào trong cái khu vườn đó, và làm sao chọn những cái cây để mà nó bớt cái tác động gây dị ứng cho sức khỏe của con người nói chung nha. Thì chính vì khi đọc về những cái bài viết hoặc là cái giới thiệu về quyển sách của Gay Search thì chúng tôi mới để tâm tới cái việc này lần nữa. Và như cô Vân nói hồi nãy thì giống như là trong quá trình làm vườn và thưởng thức cái tác phẩm sau khi nó hoàn thành thì cũng giống như những hoạt động, ví dụ ta viết nhật ký, ta vẽ tranh, hay là ta tạo một cái sản phẩm nghệ thuật, thì nó cũng có cái quá trình làm nó và quá trình thưởng thức nó, thì cũng có những cái tương tác qua lại giữa cái người thực hiện với lại cái sản phẩm mà mình thực hiện, và đôi khi nó ảnh hưởng lên trên sức khỏe tâm trí của con người nữa. Việc mà cái nữ tác giả gọi là đã nói về các cái chương đó, thì các bạn sẽ thấy có những cái yếu tố mà nó sẽ trùng lắp với cái chuyện là những cái cách nói khác, ví dụ như về màu sắc, hay là ví dụ như về cái việc trồng cây. Tuy nhiên thì cái cách đề cập của Gay Sussex thì bà có nói đến cái chuyện là cái màu mà mình hay nói là tâm lý học màu sắc hay là màu nào như thế nào, thì nó rất khác với cái chuyện màu của tự nhiên, màu của cây cỏ, và cái màu đó bạn thấy ở trong cái khu vườn, hoặc là bạn chăm sóc đến một cái thời điểm nào đó thì bạn thấy nó chuyển đổi, chứ nó không phải là chỉ là một cái cố định là chỉ màu xanh, mà là quá trình chuyển đổi và quan sát quá trình đó. Cũng giống như hoa, từ lúc nụ thành hoa thì nó có những cái quá trình chuyển đổi, thì ý em nói là cái tính và là tính quá trình đó này. Nó là một quá trình có tính thay đổi, nó khác một bức tranh khi mình vẽ xong thì nó nằm yên ở đó. Thì cái màu sắc của cây lá, màu sắc của hoa nó có
thay đổi theo cái chu trình đời sống của chính cái loài cây đó, cái loài hoa đó. Và đó cũng là một phần để cho chúng ta hiểu là cái người nông dân hay là cái người làm vườn đó, họ dành rất nhiều thời gian trong đời sống của họ để mà chăm bón cho những loài cây. Thì cái ý niệm về thời gian, về một chu trình của đời sống nó hiện ra trong tâm trí của người đó. Khi mà một người ta gieo một cái hạt giống xuống cái đất mà nó chưa có hình thành nên cái đời sống rõ ràng của một cây nào đó, thì trong trí của người đó đã có giống như là mình đang ươm mầm cho một cái tương lai nha. Và một ý niệm về một cái sự tạo ra một cái kiếp sống cho một cái loài thực vật, để rồi sau đó mình thấy là cái quá trình nảy mầm, quá trình sinh trưởng lớn lên rồi ra hoa ra quả, thì cái cách đó nó làm cho cái người mà trồng cây nó có một cái ý niệm về đời sống của một cái chu trình đời sống. Chính mình cũng hình dung về bản thân mình qua cái quá trình tạo sự sống cho các loài cây cỏ. Và khi mà nói đến cái hoạt động là gieo hạt, hoặc là bạn thấy một cái cây con hoặc là cái hạt nó nảy mầm, thì em lại nghĩ tới cái yếu tố người ta có nhắc đến trong các công trình nghiên cứu về gardening đó, đó là cái niềm hy vọng. Tức là khi mà mình, tức là con người không thể tồn tại nếu thiếu niềm hy vọng, đúng không các bạn? Nhưng mà khi mình làm những cái hoạt động cụ thể và mình chờ mong, rồi mình chăm bón, rồi mình chờ đợi, cái sự hy vọng vốn có ở mỗi con người nó được hiện hữu qua cái quá trình làm vườn, qua quá trình quan sát một cái cây nảy mầm lớn lên. Rất là nhiều bạn trồng cây á, các bạn hay khoe những cái mầm rất là nhỏ nếu mà cái cây đó nó nảy mầm lên, hoặc là cái bộ cái nụ, cái mắt nó ra có tí xíu xíu xíu, nhưng mà nó đem lại một cái sự phấn khích. Và em thấy rằng là cái niềm hy vọng á, giống như thể nó được, một là nó được hữu hình hóa, hai là nó được gọi là mình thấy cái sự hy vọng của mình nó được hiển thị ra trước mắt. Và nó là do công của bản thân mình. Nó khác với lại mình đi du lịch, rồi mình vô một cái farm stay, ai đó trồng cây rồi mình đi thưởng thức ngay cái thành quả. Thì nó khác với lại là mình cũng là tác giả của cái việc đó. Thì tôi nhớ là có những cái lần mà hồi xưa trong lớp học, khi mà dạy cái môn sinh vật học, thì thầy cô giáo mới bảo với người học sinh là về ươm những hạt đậu vào trong cái lon sữa bò mà cho đất vào, đến chi, để đến hồi mà tuần sau nữa khi nó lên mầm, lên cây đậu con ấy, thì đôi khi là mang vào trong lớp để mình nói về cái loài cây đó, rồi nó thành ra một cái thực nghiệm bài học để nó sinh động hơn. Và những cái đứa trẻ mà nó có thể tiếp xúc được với những cái hoạt động như vậy, nó đã hình thành sớm một cái ý niệm về đời sống của cây cỏ. Nó ý thức về cái hy vọng là chính bản thân nó tạo ra một cái mầm sống. Và đương nhiên cô Vân nói về hy vọng, về sự trông đợi đó, thì thường thường mình muốn là cái thành quả nó tốt đẹp. Ta trồng cây thì nó ra cái trái mà người ta cần, hoặc là cái hoa đó. Có một số người không biết sao, người ta nói là không có cái tay trồng cây, thế không thì trồng không có mát tay, đôi khi nó ra cái thành quả không được như ý. Thì đôi khi nó sẽ thay vì hy vọng thì là một nỗi niềm thất vọng, thì đôi khi nó là sự đời nó bị thành công hay là thất bại. Thì mình cũng phải đó học cái cách đón nhận. Có nhiều người nhà nông người ta mang cái cây cỏ từ cái vùng này qua cái vùng nơi mình sống, nó không hợp thổ nhưỡng thì có thể là nhiều lần trồng nó bị thất bại trước khi người ta tìm được cái cách để thích ứng loại cây đó trên cái đất của mình. Đó chính là cái sự chấp nhận, tức là nó không phải là mình cứ háo hức mình chờ đợi, thì nó cũng là một cái niềm vui của cái người làm vườn rồi. Nhưng mà cái sự chấp nhận đó, nó để lại cho cái quá trình làm vườn, cho cái người đó những cái bài học. Và cái sự chấp nhận đó làm cho mình rèn luyện cái tính kiên nhẫn, sự hụt hẫng đáng có ở trong đời sống. Không phải mọi chuyện đều phải là tốt đẹp, cuộc sống nó phải có hai mặt như thế. Chính là cái quá trình trồng cây đó, đôi khi vậy, một lúc nào khác mình nói về nuôi con thú cưng hay là nuôi một cái con gia súc chẳng hạn, thì người ta cũng sẽ nó giống như vậy. Thì ở đây mình nói về cái healing garden, tức là cái khu vườn mà nó có tính chữa lành và giúp bình phục luôn cả về mặt cơ thể lẫn về mặt tâm trí luôn. Thì những cái khái niệm và cái công việc như thế này nó đã có từ thời xa xưa, từ thời thượng cổ rồi. Cái khu vườn để cho những cái bậc cao sang quyền quý thưởng ngoạn đó nha. Hoặc là
ở cái hàng bình dân thì người ta cũng có những cái khu vườn. Trong tất cả các nền văn hóa thì xưa đến nay người ta đều thấy cái điều đó. Đôi khi chúng ta quen với cái cách nghĩ rằng cái khu vườn là để thưởng ngoạn thôi. Nhưng mà cái khía cạnh healing của nó đó, thì cũng đã được đề cập đến từ rất lâu rồi. Và đến nay đó, khi mà chúng ta sống trong cái bầu khí của đô thị, làm công việc văn phòng, thì một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ trên ban công đó, đôi khi cũng là một cái thứ gì đó nó rất là xa xỉ. Đôi khi cái thời gian các bạn không còn để mà tưới cây nữa. Nhưng thành thử là hôm nay mình nói cái đề tài này đó, thì đôi khi gợi ý lại cho chúng ta về một cái hoạt động rất cổ xưa, rất là nguyên thủy của loài người, từ cái giai đoạn chuyển từ săn bắn hái lượm sang trồng trọt canh nông. Nghe có vẻ xoàng xỉnh. Nghe nó xoàng lắm rồi. Các bạn không nhìn dung giống như là chúng ta đang nói về, xin lỗi là những người nông dân họ làm cái công việc này hàng ngày, hàng giờ. Họ không có lý luận về mindfulness, họ không có lý luận về chánh niệm, về tỉnh thức. Nhưng mà khi họ tận mẫn tỉ mỉ với cái cây trồng của họ thì nó là một cái mindfulness practice. Mà những người làm việc văn phòng hoặc sống ở đô thị mất rất nhiều tiền và phải mua lại cái thời gian để mình có được cái gọi là thực hành chánh niệm qua việc trồng cây. Trong khi đó là những người mà nông dân bình dân nhất, người ta đã làm việc đó một cách rất toàn tâm toàn ý. Các bạn đừng có nói về mindfulness một cách cao xa, đừng có tưởng là mình ngồi yên, mình thở đều, mình liêm diêm con mắt thì mình mới chánh niệm hoặc là mình tỉnh thức. Và những bài tập đó thì các bạn ở đô thị thì cứ làm. Nhưng mà đôi khi ở một số người ở đô thị hoặc là những nền văn minh mà tiến xa lúc này, cái thời kỳ mà dịch Covid-19 mà phải lockdown đó, phải phong tỏa đó, thì người ta lại thấy cái trồng cây đó, nó lại là một cái hoạt động mà giúp người ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn khi mà phải bị ở nhà, bị cô lập, bị cách ly, ví dụ như vậy. Thì những ai mà không có bệnh á, thì người ta phải ở nhà. Thì đôi khi có một số người người ta thủ thỉ với thú cưng, đôi khi một số người người ta chọn gardening. Và những cái tác giả mà nói về gardening như là một cái quá trình healing, bình phục á, thì người ta thấy bây giờ mình phải nghiên cứu lại. Nó cũng là một hoạt động như là một cái quá trình trị liệu, có những tác động nhất định trên cơ thể và tâm trí. Nó là như thế. Em chợt nghĩ đến cái việc là trong cái quá trình mà chăm sóc một cái cây làm vườn á, thì nó giống như thể là nó làm hoàn thiện nên cái triết lý sống của mỗi người, và thậm chí là nó nảy nở lên những cái triết lý mới. Nhiều khi á, cái chuyện mà mỗi người có những trải nghiệm rất khác nhau trong chuyện mình chăm sóc cây cối, nhưng mà các bạn cũng có thể quan sát thấy rằng là tại sao cái cây á, trong cái điều kiện khô cằn, thiếu thốn thì nó sẽ như thế nào. Ví dụ như mình bỏ quên, hoặc là vì có nhiều bạn đang á, là lockdown không vào văn phòng được đấy, nhưng mà sau vài ba tháng vào thì thấy cái cây đó nó như thế nào, nó có thể sống sót ra sao. Nó rụng hết lá nhưng mà cái thân của nó, tất nhiên là tùy loại cây, các bạn có cây tất nhiên là nó có chết. Có những loại cây rất mong manh, mà có những loại cây cái sức chống chịu của loại cây nó rất tốt. Rồi chẳng hạn như là vì cái chuyện mà thiếu thốn nó đã biến đổi một số cái tính chất trong cái chuyện đó để nó sinh tồn. Hoặc là em tự nhiên em nhớ tới cái ông Carl Rogers thầy. Carl Rogers. Ông người khởi xướng nên cái loại liệu pháp thần chủ động tâm. Ông là xuất thân là một cái người học về nông nghiệp và ông quan sát cây cỏ rất nhiều. Và một trong những cái triết lý nổi tiếng ở trong cái thân chủ trọng tâm là tin vào cái sự chữa lành tự nhiên vốn có của con người ấy. Thì em thấy là chẳng hạn như là cái cây mà nó gãy, hoặc là nó bị, trừ khi mà nó gãy luôn thì không nói, nhưng mà nó bị cái gì đó xước xẹo thì mình vẫn thấy là cái chỗ đó nó lành xẹo, nó lành, nó mưng cái nhựa cây chẳng hạn. Thì cái quan sát và cái quá trình làm vườn đó, nó có thể là nảy nở lên những cái triết lý, và ngay cả những cái nhà khoa học như Carl Rogers mà ông cũng nhờ đó ông đưa ra một cái liệu pháp cho chúng ta nói về cái tăng trưởng sinh trưởng của con người. Miễn là xung quanh cái bầu không khí, môi trường sống xung quanh tạo những điều kiện cho tối ưu nhất cho phát triển, thì cái sự phát triển nó có cái con đường của riêng nó. Thì những người mà gọi là làm vườn hoặc những người làm nông, người ta cũng học được những cái điều như vậy. Biết đâu là trong mỗi cái lúc mà mình làm nghề thì cái nghề nó ảnh hưởng lên cái cuộc sống của cái chính mình. Ở đây thì đôi khi chúng ta làm cái nghề khác nhưng mà kèm theo đó chúng ta có một cái khu vườn.
thì cái khu vườn đó đôi khi nó làm nên một cái góc riêng nào đó, để lâu lâu mình tìm đến một cái nơi trú tránh, cái là mình hơi lánh nạn, mình ra khỏi cái cuộc đời mà gọi là bụi bặm nha, mà xô bồ mệt mỏi sau một ngày làm việc chẳng hạn, hoặc sau một giai đoạn mà mình gọi là bù đầu vào một cái công việc gì đó. Để, tại sao vậy? Cũng có những cái nghiên cứu rõ ràng, bởi vì khi mà một người làm vườn, một người sống gần cây cỏ, thì tự nhiên người ta ra khỏi cái môi trường ở trong nhà. Tất nhiên cây nào sống trong nhà được thì nó cũng lâu lâu nó cũng phải đưa ra ngoài, đúng không? Để trong nhà hoài nó sẽ chết. Thì khi mình làm trồng cây, mình làm vườn, mình sẽ ra khỏi cái indoor, mình ra outdoor, cái môi trường bên ngoài, thì nó là một cái môi trường rộng mở với thiên nhiên. Và người ta cũng có những cái công trình khoa học mà nghiên cứu được những cái loại hóa chất gần gũi với cây cỏ, thì còn tiếp xúc được với những cái hóa chất tốt lành, phytoxit chẳng hạn, ở trong những cái loại mà củ mà nó có mùi, củ hành, củ tỏi hết nha, những cái loại đó nó giúp cho cơ thể mình khi đó mình hít phải hoặc là ăn mà nó có cái chất đó, nó làm giảm cái nồng độ cortisol ở trong cơ thể. Đừng quên cortisol là những cái hormone tăng cao trong cái giai đoạn stress hoặc là lo âu nha. Một, những cái chất trong thiên nhiên giúp giảm stress. Cái thứ hai nữa đó, người ta cũng, những nhà khoa học ở Anh, người ta nghiên cứu thấy là có một số loại vi khuẩn sống trong cái đất nông nghiệp đó. Này, ai làm đất nông nghiệp, xới đất này kia, thì có thể nhiễm cái loại vi khuẩn đó. Nhưng mà loại vi khuẩn đó, nó không gây bệnh cho con người, mà khi nó tác động lên trên cơ thể con người, nó lại có cái tác động tăng tạo ra cái chất serotonin trong trí não của con người. Và các bạn cũng biết serotonin nó được xem như là hormone hạnh phúc. Và cái tác động của những cái loại vi khuẩn đó trên cơ thể con người được xét theo cái nghĩa là tương đương như là những cái thuốc chống trầm cảm. Hôm nào đó mình nói về sinh học, nói về cơ chế của thuốc SSRI chẳng hạn, thì nó tác động như là một cái antidepressant, tức là thuốc chống trầm cảm. Như vậy thì cũng không phải là mình cầm đất đó lên mình hít hà đâu nha, thì nó có những cái tác hại khác nữa. Nhưng mà những cái nghiên cứu này đến từ các cái nhà khoa học ở Anh. Thì khi nào mà mình cần nói chi tiết thì mình sẽ nói thêm. Thì không biết hay sao á, thì có những cái người dân mà người ta làm nông làm rập, thậm chí là những người dân tộc thiểu số sống trên núi cao, điều kiện làm rẫy làm nương rất khó khăn, nhưng mà không hiểu sao cái sức chống chịu của người ta rất tốt về cơ thể lẫn về tâm trí. Mà đối với những người mà quen sống trong cái tiện nghi của văn minh ấy, thì đôi khi không thể nào sánh bằng. Và nếu mà sống trong tiện nghi một thời gian dài thì người ta có xu hướng là đi trekking, đi xem mấy cái đó, là mình phải bỏ tiền ra để mình hưởng một cái cảnh đẹp của một khu vườn hoặc là như của thế thiên này, nhiên cây cỏ, mình phải bỏ tiền. Và em chợt nhớ đến cái việc là cái cây cối, con người và thiên nhiên đó thầy, nó giống như thể là nó có một cái sự giao hòa, và chúng ta được nhắc nhớ rằng là con người là một phần, một thành phần của tự nhiên mà không thể tách khỏi cái thế giới tự nhiên đó. Và cái quá trình làm vườn á, thì nó là một cái quá trình mà giống như thể em thấy là nó nhắc nhớ cái chuyện đó, và đúng, hòa lẫn vào cái không gian của gọi là nó cái vũ trụ tạo đúng nên cái tính tự nhiên đó, con người vốn hay là ở trong thiên nhiên nha. Hôm nào đó mình đã từng nói về cái triết lý hiện sinh. Con người tự mình thấy là mình có cái trí não, có cái tư duy, rồi mình tách mình ra khỏi cái thiên nhiên, rồi mình lại suy nghĩ về thân phận, rồi mình nhìn cái thiên nhiên đó tự như là một cái góc nhìn từ bên ngoài. Thì bữa nào nói về triết học hiện sinh hay là tâm lý học hiện sinh này đó, mình nhắc lại cái này nha. Nhưng mà bây giờ là mình ở trong cái khung cảnh là trồng cây, làm vườn nha. Đó là một cái quá trình nhắc lại một cái lịch sử xa xưa của loài người. Hàng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm qua, loài người đã lặp đi lặp lại những cái chu trình đời sống và những cái chu trình hoạt động thực hiện như vậy. Mình đã âm thầm lặp lại cái quá khứ, trừ khi các bạn làm công việc gì đó tách ra khỏi cái việc đụng chạm với thực vật thôi. Cái thứ hai nữa đó là hồi nãy giờ mình nói là trong lúc gieo trồng và theo dõi cái tăng trưởng của loài cây, thì mình lại thấy là mình đang có một cái hy vọng và trông đợi gì đó ở tương lai. Và nếu như mình tự tay mình làm ấy,
thì mình lại có một cái hoạt động có cái tính thực hành chánh niệm, tôi nói theo cái nghĩa thông thường mà các bạn hay dịch. Rồi mindfulness practice thì giống như là ta đang ở trong hiện tại. Nếu mình nói hơi cầu kỳ chút ấy, là cái chuyện làm vườn ấy, mình nâng quan điểm lên là quá khứ, hiện tại và tương lai như đang cùng hiện diện, và những cái chu trình thay đổi của tự nhiên và của đời sống ấy, nó đang vận hành và đang cùng xảy ra giữa cái người làm vườn và những cái loài cây ở trong cái khu vườn. Nếu nói cây ở trong vườn mà chỉ có cây không thì chưa đủ đâu. Để mình nói như đất nó có vi khuẩn, thậm chí nó có dung đất, nó có những cái loài sâu trên các cái thân cây, và khi ra hoa ra quả có chim chóc, có ong bướm nó đến nó làm tổ và nó tương tác cái chuyện đó, nó ra cái hình ảnh của một cái hệ sinh thái trong cái người làm vườn ấy, vừa là tác giả vừa là cái người thưởng ngoạn ở trong đó. Thì ý niệm về cái chuyện làm vườn không phải như là để trồng chuối đi bán chuối hoặc là trồng để ra hàng gạo, cái đó là một phần không thể thiếu trong cái nông nghiệp, động nông nghiệp. Nhưng mà làm vườn nó cũng là đồng thời là một cái hoạt động mà con người có thể làm nó như là một phần nào đó trong cái đời sống thường nhật. Nó giúp cho mình có được một cái thông nối giữa cá nhân mình với cái môi trường xung quanh. Đặc biệt là nghiên cứu khi mà ở những nước phương Tây, người ta thấy trong giai đoạn lockdown vì Covid-19 thò được cái tay xuống dưới đất, ta hửi được cái hương hoa ở trên bầu không khí, rồi ta có một ý niệm về cái thời gian. Cái cây nó giống như cái đồng hồ sinh học vậy. Như vậy sự liên thông giữa con người với cái không khí, với cái môi trường sống xung quanh, vào cái lúc mà người ta chỉ có thể gặp con người một cách có giới hạn, qua Zoom, qua điện thoại, qua Internet, hoặc là với một số người nào đó thôi, thì cái sự kết nối giữa con người á, nó có thể được một phần nào đó được bổ sung bởi cái khả năng kết nối với thiên nhiên thông qua làm vườn. Thì đó là một phần mà chúng ta có thể là sẽ phải xem xét để phải suy nghĩ về điều đó. Đó chính là cái yếu tố kết nối, một trong những yếu tố quan trọng mà con mang tính sống còn của con người. Mà cái kết nối với thiên nhiên là điều dễ thấy, nhưng mà trong quá trình làm vườn á, cái kết nối với chính bản thân mình nó sẽ được xảy ra. Khi mà các bạn phát triển các cái triết lý, các bạn nhìn nhận điều này điều kia, các bạn liên hệ với đời sống của mình, thì đó là một cái điều quan trọng, một yếu tố quan trọng khác trong cái chuyện là làm vườn nó đem lại lợi ích về mặt tinh thần. Tất nhiên là cái người làm vườn phải có một cái ý thức về cái gì mà mình đang làm. Mình cảm nhận về điều đó, mình có một ý thức tự giác để làm điều đó. Chứ các bạn đừng có làm giáo viên rồi lùa hết học sinh trong lớp học của mình, bắt nó đi nhổ cỏ, rồi mình hy vọng là cái việc nhổ cỏ này sẽ giúp cho nó phát triển nha. Không phải, không có ai đi làm vườn theo cái kiểu cưỡng bức như vậy để là cải thiện tâm trí cả, đúng không? Nó đôi khi nó làm một cái tác động ngược lại nha. Rồi ví dụ như thôi bây giờ mình bỏ công việc văn phòng đi, mình làm nông. Mày nghe cái ông này cũng nói nó chữa lành tốt lắm nha. Thôi thì cũng nên có những cái giai đoạn mình dành thời gian, mình chủ động sắp xếp nha. Nếu như đất đai chúng ta không có thì một cái vách tường nào đó ở cái ban công hay là một cái mặt, cái góc nào đó của cái sân hẹp trước khi đi vào căn nhà của mình nha, thì mình cũng có thể làm được. Hiện nay các kiến trúc sư của cái thời nay ở Việt Nam cũng vậy nha, người ta chủ trương là làm những cái ngôi nhà nó mở thoáng ra bên ngoài, nó khác với lại đóng hộp lại để sử dụng máy lạnh giống như vài thập niên vừa qua. Và người ta chủ trương là cho nắng, cho gió, cũng như là cho cây xanh nằm ở trong nhà của mình. Nhưng mà là liệu gia chủ nó có đầu tư công sức vào đó hay không thì tùy nha. Đó có thể là một trong những cái lý do mà các bạn thấy là những cái công trình lớn này luôn có những cái thiết kế mảng xanh. Một số đất nước phát triển người ta còn vì thiếu quỹ đất, người ta còn thiết kế những cái khu vườn ở trên mái nhà, ở trên sân thượng hoặc là trên tường nha. Trên tường. Những cái kệ trồng cây theo chiều dọc, theo chiều cao. Tức là đó là một, tôi nghĩ là một trong những cái nỗ lực của con người trong cái việc là đem mình gần đến thiên nhiên và có cơ hội trở thành một cái người làm vườn. Cách đây một vài thập niên cũng bắt đầu có những cái hoạt động làm vườn trong cái giáo dục và trẻ chuyên biệt đấy các bạn nha. Cũng có những cái trường chuyên biệt và những cái người ta dành ra những cái khu vực để làm vườn
chứ không phải là bắt để chuyên biệt đi làm nông cái lúa rồi đâu, nhưng mà làm vườn cũng có thể là đi kèm với lại nuôi các vật nuôi nha. Thì đó cũng là một cái cách thức để cho những cái trẻ chuyên biệt nó bị trở ngại về phát triển, nó có thể hình dung về đời sống tốt hơn. Và những hoạt động đó thay cho hàng trăm cái trang sách, thay cho hàng trăm cái buổi giảng bằng lời. Thì ngay cả những thiền sư Nhật Bản nha, người ta có cái thiết kế một cái loại vườn thiền rất là đặc biệt. Đó không phải là cái loại vườn mà có nước và cây xanh, mà người ta gọi là vườn khô. Tại cái Zen Garden là tiếng Nhật nó là Kosansui, tức là cái khu vườn mà khô, không có nước, và đôi khi nó là đá, cát, sỏi thôi. Và những thiền sư nha, người ta dùng cái bồ cào rất là to để mà cào lên trên cái mặt sỏi đá đó, nó tạo thành những cái làn sóng bằng những cái đường đi song song uốn lượn xung quanh những cái khối đá. Nó giống như thể là xung quanh một cái khối đá nó có những cái làn sóng, và cái mặt sỏi đá thì nó giống như mặt nước, nó có tính biểu tượng rất cao trong cái thực hành thiền nha. Bữa nào mình lại đi lang mang qua chuyện thiền zen ứng dụng của việc trồng cây thì nó rất là rộng rãi trong giáo dục và trong tâm lý các bạn, và trong cái chuyện chữa lành hoặc là một số cái bệnh viện trên thế giới người ta còn yêu cầu là sẽ bệnh có viện những tâm cái khu vườn rồi người ta ứng dụng liệu pháp là trồng cây cho bệnh nhân tâm thần. Và không chỉ là những người có vấn đề đặc biệt như là trẻ đặc biệt hay là bệnh tâm thần, mà đối với trẻ em bình thường, cái chuyện mà ngày nay các bạn thấy các cái chương trình để dẫn trẻ xuống những khu vườn để sẽ có cơ hội hái cây, hái trái, tất nhiên nó một chút thôi, nó không có được hoàn thiện là từ lúc trồng tới lúc hái, nhưng mà hàng loạt những cái hoạt động đó thì dạy cho trẻ rất là nhiều điều, không những là về kiến thức, về sự hợp tác, mà còn vô vàn những cái kỹ năng khác sẽ được tích hợp trong một cái chuyến đi làm vườn của trẻ, mặc dù là nó ngắn thôi thầy, một vài buổi hay gì đó, cũng có thể là lặp đi lặp lại, nhưng mà trong cái sinh hoạt thường lệ của một cái trường mầm non, trường cấp 1 chẳng hạn, hoặc là hồi nãy mình nói về là thực hành cái môn sinh học học về đời sống thực vật, thì ta cho trồng những cái loại cây mà nó ươm mầm và lên nhanh chẳng hạn, để đứa trẻ nó có một cái ý niệm về cái chu trình sống của một cái loài thực vật nha. Và ngoài ra giáo dục giới tính nữa, giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ, đừng có nói chuyện về các loài động vật quá sớm, người ta nói về thụ phấn, đừng có nói về thụ thai, nói về thụ phấn nha. Nói về thế nào là nhụy cái, thế nào là nhị đực, rồi có một số loại cây như đu đủ, có cái cây đực và cái cây cái mình biết là mình gọi là đực cá đúng không? Trong thực vật thì nó là như vậy, thì ý niệm như vậy thì có âm có dương, có nam có nữ, thì nó định hình lên việc hình thành lên những cái vật thể sống mới nha. Chứ còn nó thay cho hàng trăm cái trang sách, nó thay cho hàng bao nhiêu cái buổi đứng thuyết giảng bằng lời nha. Thì nó trực quan hơn, đó là nó mang tính trải nghiệm nha. Và chính cái đứa trẻ mà nó được xâm nhập sớm, nó được làm quen với điều đó, thì sau này khi nó lớn lên, cho dù nó làm việc cách biệt với thiên nhiên, nó vẫn lâu lâu nó có một ý niệm về cái chuyện là gần gũi trở lại. Con người là một phần của thiên nhiên, đừng có tự tôn tự cao mà cho rằng mình đứng trên cái thiên nhiên để mình khai thác nó, để mình ảo tưởng về cái sức mạnh của mình. Đến hồi nào đó mình mất đi cái tính thuộc về thì mình lại đi học lại những điều cơ bản nhất, nó là như thế. Nhiều cái quốc gia, nhiều cái khu vực là họ đã đau đớn về cái quá trình bê tông hóa, người ta đã phải thay đổi, và giống như là quay về cái gì đó nó rất là xa xưa, giống như mình coi thường đó. Nhưng mà hiện nay là cái xu hướng để mà gọi là đưa những cái mảng xanh vào trong đô thị hoặc là những cái nơi mà thiếu đất đã đang làm việc đó, thì nó hơi lan man thầy ha. Nhưng mà cái đó là chuyện lớn của xã hội nha. Chuyện lớn của xã hội, đôi khi để có một cái chậu đất mà tươi tốt để trồng ở văn phòng lại là cái đất mà người nông dân cào cái đất nông nghiệp đi bán, thì như vậy là một sự tàn phá. Thôi thì mình nói như thế thôi, bởi vì cái buổi nói chuyện hôm nay mình cũng kéo dài rồi, và chúng tôi hy vọng là sẽ mang đến tiếp tục trong năm 2023 này những chủ đề không những chỉ là về khoa học tâm lý, về những gì nặng nhọc về chuyên môn của những nhà trị liệu, mà chúng ta cũng phải hướng đến những cái gì đó trong cái khía cạnh sống của đời thường của những con người mà không nhất thiết phải đi làm nghề về tâm lý trị liệu như là chúng tôi. Và những hoạt động đời thường nó hoàn toàn nó có tính trị liệu, có thể là mình có biết hay không thôi. Có lẽ là đã đến lúc nói lời chào tạm biệt với khán thính giả của YouTube Channel Online. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ sau. Xin chào.